Lúc chết mới biết ai là bạn. Vẫn còn sớm, hay chúng ta lại kia nghỉ chân một lát? Tôi mỏi nhừ hết cả người rồi. Ừ, phải đấy, nghỉ một lát đi. Hôm nay kiếm được nhiều củi quá. Công nhận, chưa bao giờ tôi kiếm được nhiều củi thế này. Tiếng gì thế nhỉ? Trời, hổ, hổ. Cút đi, cút đi. À, à. Anh Sử. Mau lại giúp anh Sử đi. Con hổ đó hung dữ quá. Tôi sợ. Kìa anh Mão, anh đi đâu đấy? Anh đúng là. Cút đi. Tao bảo mày cút đi cơ mà. Làm thế nào bây giờ? Nguy cho anh Sử quá. Không. Anh không sao chứ? Tôi không sao, bị thương ở tay thôi. May mà anh ra tay kịp. Mà anh Mão đâu? Anh ấy có sao không? Nhắc đến hắn ta làm gì? Hắn ta đã bỏ chạy trước để giữ thân rồi. Không ngờ thường ngày chúng ta thân thiết với nhau thế. Có lẽ anh ấy nghĩ chúng ta không thể nào thoát được. Tôi cũng nghĩ hôm nay chúng ta bỏ mạng dưới nanh vuốt của con hổ kia rồi. Vậy sao anh còn ở lại cùng tôi? Anh có thể cùng anh Mão chạy trước mà. Anh không sợ mất mạng sao? Làm sao tôi có thể bỏ anh trong lúc này được? Sống cùng sống, chết cùng chết. Chúng ta là bạn mà. Hơn nữa, lúc con hổ mới đến, chính anh là người đứng ra che chắn bảo vệ cho chúng tôi. Nếu tôi mà bỏ đi, tôi còn là con người sao? Cảm ơn anh đúng là một người bạn tốt. Ơn huệ gì, thôi thì tôi băng bó vết thương cho anh rồi mình cùng về. Ừ. Cảm ơn anh một lần nữa nhé. Đừng có nói vậy, chúng ta là bạn mà. Mau lại giúp anh Sử đi. Con hổ đó hung dữ quá. Tôi sợ. Kìa anh Mão, anh đi đâu đấy? Còn mặt mũi nào mà gặp họ nữa chứ? Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng. Ngày xưa, tại một lâu đài xinh đẹp nọ. Giá mình có con gái da trắng như tuyết, môi hồng hào như máu đỏ tươi, tóc đen nhánh như gỗ mun. Sau khi sinh hạ con gái là Bạch Tuyết, bà qua đời. Hoàng hậu mới tuy đẹp nhưng người lại xấu nết, ích kỷ, không ưa gì Bạch Tuyết, đặc biệt khi nàng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Gương kia ngự ở trên tường. Thưa hoàng hậu, ở đây bà đẹp tuyệt trần, nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Ngươi hãy mang con bé này vào trong rừng sâu. Tôi... Hãy giết nó đi, mang trái tim nó về cho ta. Bác ơi, cháu xin bác hãy để cháu sống. Cháu sẽ chạy trốn trong rừng hoang vu này. Thả cháu ra, ta khó tránh khỏi liên lụy. Cháu trốn vào rừng đi, ta sẽ nghĩ cách đối phó với hoàng hậu. Sẩm tối, Bạch Tuyết đến một ngôi nhà nhỏ. Mọi vật trong nhà đều bé xíu. Mạn phép chủ nhà, mình sẽ chỉ ngã lưng một chút thôi. Có lẽ cửa nhà chúng ta không đóng nên nàng đến ngủ nhờ. Hẳn nàng là người tốt, trông thật hiền lành và xinh đẹp. Đừng sợ, chúng tôi là những chú lùng sống trong rừng này. Nàng tên là gì? Tôi là Bạch Tuyết, nhưng làm sao mà nàng tới được nhà của chúng tôi? Nàng kể lại cho họ nghe tất cả những gì mình phải trải qua. Thật tội nghiệp nàng. Nếu nàng đồng ý trông nom nhà cửa, nấu ăn cho chúng tôi, thì nàng có thể ở lại đây. Đúng vậy, chúng tôi rất hân hạnh. Được vậy thì tuyệt quá, cảm ơn các anh. Khi ở nhà một mình, nàng chớ cho ai vào đó. Vâng, thật sự cảm ơn các anh.
Thế là từ đó, Bạch Tuyết sống cùng 7 chú lùn tốt bụng. Về phần bà hoàng hậu trong cung, bà ta đinh ninh Bạch Tuyết đã chết. Gương kia ngự ở trên tường, nước này ai đẹp được dường như ta? Thưa hoàng hậu, ở đây bà đẹp tuyệt trần, nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, nơi nhà của 7 chú lùn sống chung. Vậy là tên thợ săn kia đã lừa ta thả nó rồi. Được rồi, lần này chính tay ta sẽ xử lý con bé đó. Hàng tốt, hàng đẹp, ai mua nào? Cháu không được phép cho ai vào nhà. Ta chỉ bán hàng thôi mà. Con xem, mái tóc đen như gỗ mun của con mà được chải bằng chiếc lược này thì mới đẹp làm sao? Dạ, chiếc lược đúng là rất đẹp ạ. Để xem người sống sao với chiếc lược tấm độc này. Trời ơi, có kẻ đã hãm hại nàng rồi. Chắc chắn là mụ gì ghẻ ác độc kia. Thử nhìn xem trên người nàng có gì bất thường không. Nhanh nào. Ôi chao, nàng đã tỉnh lại rồi. Chiếc lược tẩm độc tố này đã hại nàng. Nó ở đâu ra chứ? Nàng rất hiền và cả tin nữa, nên rất dễ bị lừa. Đừng để những chuyện tương tự xảy ra nữa nhé. Gương kia ngự ở trên tường, nước này ai đẹp được dường như ta? Ở đây bà đẹp tuyệt trần, nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Bạch Tuyết, tại sao nó vẫn còn sống? Người nhất định phải chết. Cháu không được phép cho ai vào nhà đâu ạ. Xin lỗi bà. Có gì đâu, bà muốn bán rẻ nó chỗ tao để về. Cháu không mua thì bà cho một quả mà ăn, ngon lắm. Không ạ, cháu không được phép nhận một thứ gì cả. Cháu sợ ăn phải thuốc độc chứ gì. Cháu ăn nửa táo chín đỏ, bà sẽ ăn phần táo trắng còn lại. Dạ, táo nhìn ngon quá, cháu xin bà. Mụ hoàng hậu đã tẩm độc rất khéo, chỉ nửa táo chín đỏ ngấm thuốc độc. Muôn tâu hoàng hậu, hoàng hậu chính là người đẹp nhất thế gian. Có thế chứ. Chúng ta không tìm thấy dấu vết chất độc nào. Tim nàng không đập nữa rồi. Thi hài như vậy, ai nỡ lòng nào đem vùi xuống đất đen chứ. Chúng ta sẽ đặt làm cho cô bé một quan tài trong suốt bằng thủy tinh. Một ngày nọ, chàng hoàng tử nước láng giềng ngang qua. Chàng si mê vẻ đẹp của Bạch Tuyết và không tin nàng đã chết. Cảm động trước chân tình của chàng, các chú lùn đồng ý để chàng khiêng Bạch Tuyết đi. Trời ơi, tôi đang ở đâu đây? Ta quý nàng hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Nàng hãy cùng ta về cung điện của vua cha. Nàng có ân thuận lấy ta làm chồng không? Mụ hoàng hậu độc ác cũng được mời tới dự lễ cưới. Mụ mặt lộng lẫy và không quên hỏi gương thần về người đẹp nhất trần. Thưa hoàng hậu, ở đây bà đẹp tuyệt trần, nhưng hoàng hậu trẻ muôn phần đẹp hơn. Mụ hoàng hậu vừa nhìn thấy Bạch Tuyết thì thần người cứng đờ. Rồi quả tim độc ác của mụ vỡ tan, mang theo những toan tính thâm hiểm của mụ đến địa ngục. Sợi dây tình nghĩa. Con xin cô. Ngoan quá. Thỉnh thoảng lại ăn cho cô nhé. Mẹ, hôm nay con được 10 điểm môn toán đây mẹ. Con cũng được cô giáo khen viết chữ đẹp nữa. Hai con đều giỏi cả. Cô ơi, cho cháu một chiếc bánh chiên nhé. Ừ, có ngay cháu ạ. Chỗ này đẹp quá, anh chụp cho em một tấm ở đây đi. Ừ, em tạo dáng đi. Bánh của anh chị đây ạ, cảm ơn em nhé. Em thấy mọi người hay chụp ở phía này này. Chỗ này sáng và có cảnh phía sau đẹp nữa. Em nhỏ ngoan và nhanh nhẹn quá. Em bán ở đây lâu chưa? Dạ, cứ chiều về, em lại ra đây giúp mẹ. Anh chị ra chơi thường xuyên,
ăn bánh cho mẹ em đắt hàng nhé. Ừ, chắc chắn rồi. Thằng bé dễ thương quá anh ha. Lâu lắm rồi mẹ con mình mới đi dạo thế này mẹ nhỉ? Ừ, hôm nay mẹ thấy dễ chịu lắm con à. Mẹ, con xin lỗi vì công việc bận quá, chẳng về thăm mẹ thường xuyên được. Mẹ hiểu mà, mẹ vẫn còn sức khỏe nên con không phải lo đâu. Tự nhiên mẹ thấy thèm bánh chiên quá, để con mua cho mẹ nhé. Cho tôi một chiếc bánh chiên nhé. Anh mua cho bác Tú phải không ạ? Bác ấy vẫn hay ăn nhân giá với miếng anh ạ. Ừ, vậy cho tôi một cái như thế đi. Vâng, có ngay ạ. Bác ơi, bác đưa thừa tiền rồi ạ. Không cần trả lại đâu cháu. Dạ, mẹ cháu bảo đưa trả lại bác ạ. Mẹ con nó không lấy tiền thừa của ai đâu. Mấy lần mẹ cũng tính cho thêm mẹ con nó ít đồng lẻ, nhưng cô ấy nhất quyết không lấy. Vậy hả mẹ? Tuy nghèo, nhưng cô ấy dạy được hai đứa con rất ngoan. Lúc nào ra đây mà không thấy tụi nhỏ, mẹ lại thấy thiếu thiếu ấy con à. Mẹ ơi, cho bọn con ra hồ băng chơi một lát được không? Ờ, hồ băng nguy hiểm lắm con à. Không sao đâu mẹ. Mẹ nhìn kìa, có nhiều người cũng ra đó lắm. Bọn con chỉ ra một lát thôi. Thôi được, để mẹ treo biển tạm thời nghỉ, rồi ra cùng các con cho yên tâm. Hang hô mẹ. Bóng của em. Cứ để yên đấy, để anh nhặt cho. Em đi với. Khoan đã các con ơi, đừng chạy thế nguy hiểm lắm. Lùi lại. Có người rơi xuống hố băng. Sao? Ai bị rơi xuống? Ba mẹ con bán bánh rơi xuống hố băng rồi. Chết rồi, làm sao cứu họ bây giờ? Gọi cứu hộ đi. Trời âm mười mấy độ mà đợi cứu hộ thì không kịp mất. Mặt băng ở đó đã nứt rồi, rất nguy hiểm. Mà bây giờ biết kiếm đâu ra sợi dây dài đến đó để cứu họ. Tôi có ý này. Chúng ta sẽ nắm tay nhau để tạo thành sợi dây kéo đến chỗ gần hố băng để cứu người. Những người còn trên bờ sẽ giữ chặt chúng ta. Ai xung phong cùng tôi làm việc này? Chúng tôi xung phong. Cả chúng tôi nữa. Mọi người cẩn thận, mặt băng có thể nứt bất cứ lúc nào. Mẹ ơi, con sợ quá. Liệu chúng ta có chết không? Con đừng nói linh tinh. Mọi người đang tìm cách cứu chúng ta kìa. Cố lên con. Bám vào gậy, tôi sẽ kéo cô lên. Các con ôm chặt lấy mẹ nhé. Mọi người cùng kéo lên nhé. Cố lên, 2, 3. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Không có gì đâu cô. Cháu đã hứa với cậu bé sẽ trở lại ăn bánh của cô rồi mà. Mọi người mà xảy ra chuyện gì thì chúng cháu biết ăn bánh của ai. Lòng tốt có thể làm nên những điều kỳ diệu, như mặt trời tỏa sáng trong những ngày lạnh giá. Hộp bút chì màu. Hợp thôi anh em ơi. Màu nâu đâu? Màu nâu mau ra đây đi. Coi kìa, cha cuối gặp mặt thấy màu nâu. Cậu sợ chúng tôi phải ngẩng cổ lên nhìn cậu sẽ mỏi đúng không? Ừ, tôi... Sao mọi người cứ chỉ mũi dùi về phía tôi vậy? À, ra là cậu ta cũng không chậm hiểu lắm đâu. Nhưng cứ giả vờ ngây thơ vậy. Chẳng phải mọi người định họp gì sao? Đúng, chúng tôi định họp bàn một việc liên quan tới cậu đấy, màu nâu. Chúng tôi phải làm việc cực lực đến mòn cả người, thế mà phải chen chúc nhau trong những không gian chật hẹp. Còn cậu tối ngày nằm dài trong hộp, mình mấy chẳng mòn đi khúc nào. Cậu không thấy xấu hổ vì sự lười biếng sao?
Tôi đâu muốn vậy. Chỉ vì cô chủ chẳng chịu dùng đến tôi đấy chứ. Đúng rồi, ai thèm dùng màu nâu nhà cậu làm gì. Vì thế, chúng tôi thấy sự tồn tại của cậu thật vô nghĩa. Cậu hãy đi khỏi đây cho rộng chỗ. Lạ thật, sao không thấy màu nâu đâu chứ? Làm sao mang tranh đi dự thi được? Sao cô chủ lại đi tìm màu nâu làm gì nhỉ? Vụ mang tranh đi dự thi là thế nào chứ? Trắng, cậu mau đi thám thính tình hình đi, sẽ không ai nhận ra cậu đâu. Được rồi, để mình đi xem thế nào. Cô chủ đang tham gia cuộc thi họa sĩ nhí ở trường, nghe nói giải nhất rất là lớn á, được đi du lịch ở nước ngoài nữa. Wow, thật thế sao? Thế thì cô chủ phải chăm chỉ vẽ chứ nhỉ? Sao cứ đi tìm màu nâu làm gì? Cái này mình không biết nữa, mình chưa có thám thính được. Ôi trời ạ, tưởng thế nào? Vậy giờ chỉ có cách đi tìm lại màu nâu thì cô chủ mới chịu vẽ tiếp và chúng mình mới có cơ hội được đi triển lãm nhỉ? Đúng rồi. Nhưng biết tìm màu nâu ở đâu bây giờ? Chúng ta trót đuổi cậu ấy đi rồi còn đâu. Vậy chúng ta chia nhau ra tìm đi. Thế giới này có rất nhiều màu sắc của mình. Đó là sắc màu của sự sống, của hương thơm, của sự ngọt ngào. Mình không vô dụng. Chẳng qua mọi người chưa hiểu hết về những mảng màu của thế giới này. Mình phải quay về, dũng cảm chứng minh cho các màu sắc khác biết mới được. Ôi, màu nâu về rồi kìa. Thật là may mắn, chúng ta đã tìm cậu ấy mãi. Các cậu, sao lại... Cậu về thì tốt rồi. Đúng rồi, tốt quá. Mình về đây là để... Bọn mình biết rồi, cậu về để giúp cô chủ chứ gì. Cô chủ, cô ấy chỉ ưu tiên các cậu, chứ đâu có yêu quý gì mình. À, thì ra mày đây rồi, để ta đi tìm mãi. Những bức tranh đẹp quá, tớ chỉ được dùng để vẽ ăn mặt trời nhỏ xíu trên cao. Tớ cũng chỉ là mấy đám mây bay lượn. Lá xanh của tớ chỉ lơ thơ thôi này. Chúng ta giờ chỉ là nhân vật phụ cho màu nâu thôi. Hóa ra màu nâu cũng thật tài đấy chứ. Thật ra mình vẫn luôn tự ti vì không được rực rỡ, tươi tắn, được mọi người yêu quý như các cậu. Nhưng giờ mình đã hiểu ra. Đúng rồi, bọn mình cũng đã hiểu ra. Cậu cũng là một màu sắc rất quan trọng. Ừ, cậu thật đẹp và ấm áp đấy, Nâu ạ. Không có cậu, bức tranh này thật vô nghĩa. Nhìn kìa, đầu cậu ấy đã mòn vẹt, thân hình thì ngắn tuỗn lại. Thật sao? Thế là giờ mình cũng được cống hiến nhiều như mọi người rồi. Wow, hóa ra màu sắc nào cũng quan trọng. Vậy mà trước đây, mình chỉ thích tô màu hồng, xanh, đỏ cho những bức tranh. Nâu à, chắc là mày buồn lắm nhỉ? Tấm cám. Ngày xưa có hai chị em cùng cha khác mẹ là Tấm và Cám. Mẹ Tấm mất sớm, cha Tấm cưới thêm mẹ Cám. Khi cha Tấm lâm bệnh qua đời, bà dì ghẻ mẹ Cám hết sức cay nghiệt, bắt Tấm đầu tắt mặt tối làm việc. Củi đốn thế cũng nhiều rồi đấy, giờ con dẫn cả em Cám ra đồng bắt cá đi. Hãy đứa nào bắt được nhiều cá hơn, mẹ sẽ thưởng cho ếm đỏ. Dạ. Mẹ này, trời nắng thế mà mẹ nỡ bắt con. Nào, con gái của mẹ thông minh lắm cơ mà. Chị Tấm ơi, chị Tấm, đầu chị lắm, chị hợp cho sâu kẻo về mẹ mắng. Ừ nhỉ, chị phải lội xuống ao rửa ráy. Đừng sợ, ta là bụt tới giúp con. Tại sao con khóc? Thôi.
Thôi con hãy nín đi, trong gió con còn một con cá bông đây. Hãy thả nó xuống giếng nuôi. Khi cho bông ăn, con nhớ gọi. Bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Bông bông bang bang, à, ra nó lén lút nuôi con cá bống này, phải kể cho mẹ nghe mới được. Con đi chăn trâu, nhớ chăn đồng xa, chớ chăn đồng gần, nhà làng bắt mất trâu đấy nha. Bống bị người ta ăn thịt rồi, thôi con hãy nín đi, về nhà lượm lấy xương cá, bỏ vào 4 cái hũ và chôn dưới 4 chân giường. Dạ. Cũng muốn đi dự hội hả? Nhặt riêng thóc với gạo ở đấu kia ra đã. Làm sao con khóc? Thóc và gạo đã nhặt riêng rồi, cơ sao con lại khóc? Dạ thưa bụt, quần áo con rách rưới lắm lem quá. Con hãy đào 4 hũ chôn xương cá bống ở 4 chân giường lên, hạnh phúc sẽ đến với con. Giờ ta phải đi rồi. Tấm đào 4 hũ ở chân giường quả thật có váy áo, giày thêu, lại có cả ngựa và yên. Cô lên đường trảy hội, vô tình đánh rơi một chiếc giày xuống cầu. Thì ra voi ta dừng lại vì chiếc giày này dài đẹp vậy. Hẳn là người đi nó cũng rất đẹp. Hãy truyền lệnh cho tất cả đàn bà con gái đi trảy hội thử giày. Nếu ai đi vừa, thì ta sẽ lấy làm vợ. Mẹ xem này, chị Tắm cũng vào thử giày. Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chỉnh, mảnh chai bờ rào. Ôi chao, vừa khích Như In, chủ nhân của chiếc giày đây rồi. Nhà vua mừng khôn xiết, rước Tắm về cung. Mẹ con Cám ganh tị không kể xiết. Nhân ngày Tắm về dỗ cha, họ đã bày mưu hãm hại cô. Nay là ngày dỗ cha con hãy trèo lên cây cao, hái xuống cúng cha. Chứng kiến lòng thành của con, cha nơi chính suối sẽ ngậm cười. Dạ, dì dạy phải. Dì ơi, dì làm gì dưới đó thế ạ? À, góc này nhiều kiến quá, dì đuổi kiến cho nó khỏi đốt con ấy mà. Chị Tắm không may qua đời, nay Cám là em vào thế chị. Tắm chết oan ức, biến thành con chim vàng anh bay vào cung vua, quấn quýt nhà vua không rời, làm Cám nảy lòng ghen lần nữa. Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao. Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Cám tức tối về hỏi ý mẹ. Mẹ Cám xúi bắt chim ăn thịt lông chim mang đem chôn vào góc vườn. Thì từ chỗ chôn lông chim mọc ra 2 cây xoan đào. Nhà vua thường mắc võng dưới gốc xoan đào nằm nghỉ. Mẹ Cám xúi chặt 2 cây xoan làm khung cưỡi. Có ca có két, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra. Ma quỷ, để xem lần này giữa chốn đồng không mông quạnh này mi làm gì được. Thầy ơi, thầy rụng bị bà để bà ngửi, chứ bà không ăn. Từ khi mang quả thị về, hãy mình ra chợ, về nhà cơm nước tinh tươm, nay mình không đi đâu nữa. Từ đó, Tắm ở lại giúp bà cụ lo việc nhà, têm trầu cánh phượng cho bà bán. Cho đến một ngày, nhà vua vi hành qua. Bà ơi, trầu này ai têm mà khéo vậy? Trầu này con gái bà têm. Nhà vua vui mừng gặp lại người vợ hiền thục. Nghe cô kể sự tình, vua hết sức căm giận mẹ con Cám. Nhưng Tấm vị tha, không muốn truy cứu thêm lỗi lầm. Về phần mẹ con Cám, họ hổ thẹn và sợ hãi, bỏ xứ ra đi biền biệt, mãi mãi không dám trở về quê hương nữa. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.